Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Đây là nay mình lấy cái máy điện độ cho cái máy này, máy phun xăng động cơ này, cơ nó hỏng rồi. Mình lấy là cái máy này đây. Đây là cục bơm G900, điện áp của nó là 9 đến 14V 3,5A. Đó. Còn những cái thông số khác thì mình không biết. Đây mình thử điện nhé, thử xem điện bình nó còn mạnh không. Test điện bình này mình sẽ phun cho các bạn thử xem. Đây là mình chỉnh điện rất mạnh này. Quân hàn bếp lam. Bếp đang ra này. Đỡ đạn sao đi rò quá. Chỗ này nó rò con nước. Đó. Sửa lại tí. Nó cần nó cũ quá là nó hỏng à. Mình sẽ nắp đại một miếng rồi. Đó, cắt miếng giấy bóng nó rồi là xong. Tướng quá. Đó. Đây. Nha. Đó, bình 25 lít nè. Vô tư luôn. Cảm ơn chị ơn nha. Đó, khóa rồi này. Đó, nó tự tắt máy luôn. Này nó bị tắt rồi.
Nước bẩn quá. Bạn phải nữa ít nước thật sạch nha. Cái bếp này thì dùng bếp mới, nó bếp tơi, nó bé như thế này. Tắt quá. Này mà lắp chế độ phun sương trong nhà tôi rồi. Cũng bài luôn. Lúc trước khi mình test mình quên mình xúc cái này đi. Toàn tắt bếp không. Mình xả bớt rồi. Bếp nó tắt quá. Thấy mình gần nó biết rồi. Đây này nó tắt. Cũng đẹp làm vô tư. Vì là cái đồ cổ nên là nó hơi bẩn. Nhìn nó xấu rồi. Nên là cái bộ chuyển đổi điện nhá. Test thôi. Các bạn không cần dùng cái này đâu. Thử xem cái bình nó còn ngon không á. Bình 12V. Nên mình đổ cái cục sạc. Không có cái đồ cắm vô. Đây, đây là cái đồ chỉnh ca to bé này. Bé phun được. Trời sắp sáng rồi. Máy mình mua 3-4 năm rồi. Chưa hỏng. Cái này cái đồ nào nó sạch nhỉ. Máy cũ. Nữa à, mình test một cái nữa. Đó là súng. Nhà toàn máy hay móc. Đây, tìm cái khẩu súng này nè. Đó, súng chuyên phun điều. Đây là máy phun điều này. Máy phun thuốc điều. Vikilo 6,5. Đồ bơm này. Đây đồ nhiều rộng lắm nên là mình phải dùng đến 8 cuộn thôi. Máy 1 máy. Đấy là máy này hàng lốt. Phi
Đây là khẩu súng huyền thoại. Đổ thêm ít nước nữa. Bình 25 lít thôi. Đúng rồi nhé. Đậu xanh cái này nhé. Tiếp tục rồi đây. Này là phun ruộng, này phun súng này rẻ hả? À 150-200 ạ. Chúng ta đã được đấu dây điện. Nó dài cả chục mét này. Mấy cuộn dây điện này. Mình sẽ nổ máy lên. Đó. Chưa bóp nên nó mới kêu này. Chưa bỏ khóa luôn. Cây kiểng thì đúng bài luôn rồi. Máy mà chống nước thì xịt vào máy ra thôi. Thấy xa chưa? Cái này nó tự động đóng ngắt máy luôn. Đó. Bạn hôm nay nó bóp này nó mới kêu. Đó, đồ làm được chưa? Không xa chưa? Đứng lên rồi. Mình vô tư rồi. Riêng cái bếp nó đã dài 5 mét rồi nhé. Nó đứng từ đây nữa nhé. Nhìn quá. Ghê chưa? Tiếng ngọn cây luôn. Nước xuống rất nhanh. Nước xuống nhanh hết thuốc.
Này hết nữa. Hết nữa rồi. Đám mô ở đây rồi. Đấy, độ sáng rồi. Mà hàn hết các thứ. Cái này nó có rất nhiều củ. Rất nhiều loại. Đó. Bạn nào muốn mua thì cứ comment bên dưới. Cục này dễ mua không mà. Bạn tự ra cửa hàng nó bán cái đồ, cái bình điện ấy. Có thì cái đặt hàng là mình đi mua mình gửi cho. Chưa biết giá nó bao nhiêu nữa. Cục này chắc mấy trăm. Bình này thì các bạn tự mua được rồi. Cần gì chọn cái bình em bé nó to một tí để nó được cỡ khoảng phun hết khoảng 15 bình này. Các bạn phun hết buổi sáng hết 10 bình nữa cũng mệt rồi. 10 bình nữa được hết rồi, hết lúa rồi, mệt rồi đấy. Có cái máy đời đầu luôn đó. Yamata. Thứ hai nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Có thắc mắc gì cứ bình luận hỏi mình trả lời hết. Đây là mình độ nghịch thôi. Cái độ thật thì bắt mấy con ốc vào nó là chắc. Đây buộc bằng cái này. Thử nó cho các bạn xem thôi. Đó. Nó cục sạc cho cái bình này sạc riêng nhé. Mua nó cũng có mà. Chứ đừng có sạc cục sạc bình kia. Hư bình luôn. Đó, xong. Bây giờ phải đi xô hết đống này nhé. Quá tẩm. Goodbye, see you again.